Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay, thứ sáu ngày 17 tháng 2. Ngày 17 tháng 2, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các văn bản mới của Trung ương. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng có đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt nội dung 4 văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Bộ Chính trị ban hành, bao gồm quy định số 96/QĐ-TU ngày 2 tháng 2 năm 2023 của Bộ Chính trị. Về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị, Quyết định số 97 quy đề TU ngày 7 tháng 2 năm 2023 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng ở Trung ương. Hướng dẫn số 03 HDTU ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Ban Bí thư về việc thí điểm sinh hoạt Đảng trực tuyến ở Đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt Đảng theo tổ Đảng ở chi bộ đông đảng viên. Hướng dẫn số 22/HD-BTCTU ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức viên chức cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh đây đều là những văn bản quan trọng trong công tác xây dựng đảng, đặc biệt là tính chất quan trọng của quy định số 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Nội dung này trước đây đã có quy định số 262 quy ngày 8 tháng 10 năm 2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức nghiên cứu quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định hướng dẫn. Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, các địa phương đơn vị cần kịp thời cụ thể hóa, triển khai đảm bảo sát thực tiễn, đúng quy định. Riêng với quy định 96, cấp ủy tổ chức đảng phải tiến hành ra soát cán bộ trước khi lấy phiếu tín nhiệm. Còn mặt trận Tổ quốc cần chủ động giám sát hoạt động lấy phiếu tín nhiệm để việc này đạt kết quả thực chất, đảm bảo niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với đảng. Trưởng ban tổ chức Trung ương đề nghị quá trình triển khai có vướng mắc khó khăn và vấn đề thực tiễn phát sinh, các đơn vị cần báo cáo phản hồi để ban tổ chức trung ương kịp thời tổng hợp tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền. Chủ trì cuộc họp giữa ban chỉ đạo và tổ giúp việc ban chỉ đạo thực hiện đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng diễn ra sáng nay, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo yêu cầu cần huy động, lồng ghép nhiều nguồn lực để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở ngành, hội, đoàn thể là thành viên ban chỉ đạo. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh hiện nay được đánh giá ở cấp độ mới hình thành. Năm 2022, các thành viên ban chỉ đạo đã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tổ chức 21 lớp tập huấn, 17 cuộc truyền thông hướng dẫn viết ý tưởng khởi nghiệp, xây dựng kế hoạch kinh doanh, giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội và nhiều diễn đàn, ngày hội tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ thành lập mới 15 mô hình liên kết sản xuất như mô hình trồng rau an toàn, trồng rau nuôi tằm, trồng nho, dâu tây, nấm, gừng, chăn nuôi lợn, thỏ, châu bảo vỗ béo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Thảo luận về nguyên nhân vướng mắc, hạn chế tồn tại, các đại biểu cho rằng do doanh nghiệp khởi nghiệp theo phương thức truyền thống tự tạo tự lập nên chưa mạnh dạn ứng dụng chuyển giao công nghệ vào sản xuất kinh doanh sức cạnh tranh sản phẩm chưa cao tăng trưởng chậm việc đưa pháp luật cơ chế chính sách trong lĩnh vực này còn khó khăn do khoảng cách lớn giữa nhận thức và hành động của các cấp các ngành tại địa phương về vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phát biểu kết luận đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn trung thảo trưởng ban chỉ đạo thực hiện đề án nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bởi đây là yếu tố then chốt làm môi trường gieo hạt giống và nuôi dưỡng thúc đẩy khởi nghiệp phát triển. Khởi nghiệp đã khó nhưng khởi nghiệp sáng tạo tạo nên những giá trị trên cơ sở khai thác trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới bền vững còn khó khăn hơn rất nhiều. Đề nghị các cơ quan thành viên tổ giúp việc ban chỉ đạo thực hiện đề án triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng và đa dạng hóa các chương trình truyền thông có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã về lĩnh vực này. Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan thường trực ban chỉ đạo chủ động ra soát, huy động, lồng ghép các nguồn lực để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển tiến hành xây dựng và vận hành cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có gắn kết, kết nối và tương tác với cổng thông tin khởi nghiệp sáng tạo quốc gia. Xây dựng đề án và tổ chức triển khai thành lập trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương đi trước. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Thảo cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc tổ chức các hoạt động đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác hỗ trợ khởi nghiệp tăng cường kết nối các nguồn lực là các làng công nghệ quốc gia ngân hàng thương mại công ty tập đoàn doanh nhân cho hỗ trợ khởi nghiệp như vay vốn tư vấn đầu tư và kết nối thị trường triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tòa án Nhân dân huyện Hòa An vừa tổ chức phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Văn Thụ, sinh năm 1993, cư trú tại Nà Thúm, xã Trương Lương, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, ngày 2 tháng 11 năm 2022, Công an huyện Hòa An đang làm nhiệm vụ tại khu vực Sấm Bằng Hà, thị trấn nước Hai, phát hiện và bắt quả tang Hoàng Văn Thụ có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ 0,2752 gam heroin, một xe mô tô nhãn hiệu Dream 2 và một điện thoại di động. Quá trình điều tra, Thụ đi xe máy từ nhà đến thị trấn nước hay để tìm mua heroin về sử dụng cho bản thân. Khi đến nơi, Thụ gọi cho Bôn để hỏi mua heroin, đưa cho Bôn 200.000 đồng, sau đó cùng Bôn đến khu vực sắm bằng hà để trao đổi heroin. Khi quay về, bị cơ quan công an huyện Hòa An bắt giữ. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thụ 18 tháng tù về tội tăng trữ trái phép chất ma túy. theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Sáng ngày 17 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh, bền vững. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định những kết quả thành tựu quan trọng trong những năm qua và năm 2022 là nền tảng để chúng ta tự tin, bản lĩnh, tiếp tục triển khai các công việc. Các nhiệm vụ giải pháp cụ thể với các chủ thể liên quan đã có đầy đủ trong các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các tài liệu, báo cáo của hội nghị. Thủ tướng nhấn mạnh thêm một số nội dung. Các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường quản lý nhà nước, ra soát bổ sung, hoàn thiện thể chế, xây dựng quy hoạch, tăng cường giám sát, kiểm tra, giải quyết các vấn đề nổi lên. Các tổ chức ngân hàng tài chính phải khơi thông dòng vốn, giải quyết các vấn đề tín dụng. Các doanh nghiệp bất động sản phải có trách nhiệm với chính mình, giải quyết các khó khăn do chính mình gây ra, do dự báo không sát, phát triển thị trường không tốt, đầu tư vốn không hiệu quả. Cơ cấu lại các phân khúc, giá cả hợp lý để thúc đẩy thanh khoản, hướng tới kinh doanh có lãi nhưng hài hòa. Các ngân hàng tiết giảm chi phí đầu vào, tăng cường chuyển đổi số, giảm lãi suất huy động với sự vào cuộc của ngân hàng nhà nước. Từ đó giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại các nhóm nợ, giảm phí, lệ phí. Nền kinh tế có phát triển thì ngân hàng mới phát triển được. Chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục, đẩy nhanh, xây dựng các quy hoạch, thực hiện nghiêm quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch kịp thời và điều chỉnh các dự án trên địa bàn phù hợp với điều kiện tình hình địa phương. Một nhiệm vụ quan trọng khác là đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của khách hàng, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng lựa chọn được sản phẩm tốt, phù hợp, góp phần để thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Nhấn mạnh tinh thần của hội nghị là tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản, phát triển an toàn lành mạnh, bền vững, không ai giải cứu cho ai. Thủ tướng cho biết, sau hội nghị, chính phủ sẽ ban hành nghị quyết, nhưng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ quyền hạn, tinh thần hội nghị, các chủ thể phải thực hiện ngay các công việc để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Trong quý 1 năm 2023, Cục Hàng không Việt Nam sẽ thí điểm triển khai xác thực sinh chắc học khi công dân làm thủ tục đi máy bay. Các phương pháp xác thực sinh chắc học như quét vân tay, sử dụng thiết bị camera chụp hình, nhận diện khuôn mặt, phương pháp mới góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội, giảm thời gian làm thủ tục chuyến bay, tăng độ chính xác, đồng thời tăng cường phát hiện hành khách sử dụng giấy tờ giả đi máy bay và sàng lọc các đối tượng bị cấm bay, bị truy nã. Trước mắt công tác này sẽ được thí điểm trong quý 1 và báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả sơ bộ, đề xuất phương án giải quyết. Đến đầu quý 2 sẽ tổ chức hội nghị trao đổi, thống nhất yêu cầu, quy định, định hướng triển khai. Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo hướng dẫn phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và các cơ quan đơn vị ngành hàng không, các cơ quan quản lý nhà nước liên quan triển khai xác thực, sinh chắc học khi công dân làm thủ tục đi tàu bay tại các cảng hàng không, sân bay, và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành nếu có. Trong quá trình thực hiện, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an thường xuyên đánh giá, nhận diện các khó khăn vướng mắc, báo cáo và đề xuất kịp thời để giải quyết. Trước đó, tháng 10 năm 2022, Cục Hàng không Việt Nam đã họp với Tổng công ty Cảng Hàng không ACV, Cảng Hàng không Quốc tế Nội bài, các hãng hàng không Việt Nam, các công ty phục vụ mặt đất và Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục C06 Bộ Công an về chủ trương ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip với hành khách trên một số chuyến bay nội địa trong 6 tháng trước khi đưa ra quyết định ứng dụng chính thức. Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam VNR thông tin, ga kép tỉnh Bắc Giang sẽ khai thác liên vận quốc tế kể từ ngày 18 tháng 2 năm 2023. Hiện ngành đường sắt đã chuẩn bị xong các điều kiện vật chất và thủ tục liên quan để đưa ga kép vào hoạt động liên vận. Về hoạt động vận tải đường sắt, thời gian vừa qua, hạ tầng nhà ga đã được nâng cấp sửa chữa, đáp ứng yêu cầu mới. Sau khi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ra quyết định nâng cấp ga kép thành ga liên vận quốc tế, các hạng mục đã được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hoàn tất, sẵn sàng đưa vào khai thác giai đoạn 1. Toàn bộ bãi hàng phía nam của ga kép, rộng gần 30.000 30 m2, đã được bê tông hóa, đảm bảo tiêu chuẩn, xếp dỡ container và phục vụ xe chở container, xe cầu chuyên dụng hoạt động hệ thống cấp điện cho container lạnh cũng đã được đầu tư. Những trang thiết bị đảm bảo an ninh trật tự khu vực bãi hàng cũng được lắp đặt. Với các điều kiện hạ tầng này, tổng công ty đường sắt Việt Nam đã xây dựng phương án khai thác giai đoạn 1 ngay sau khi chính thức hoạt động. Theo đó, tổ chức lập tàu liên vận quốc tế Bình Quân 1,5 đến 2 đôi trên một ngày tuyến kép Đồng Đăng bằng tường Trung Quốc. Tổ chức lập giải thể tiếp chuyển tàu nội địa Bắc Nam một đôi trên ngày dự kiến năng lực xếp dỡ bình quân trên ngày là 80-100 toa xe trên container. Con số này tuy chưa phải là quá lớn, nhưng cũng góp phần giảm ách tắc cho ga Yên Viên và ga Đồng Đăng trong vận tải liên vận quốc tế theo tuyến đường sắt Hà Nội Lạng Sơn để chuyển hàng sang Trung Quốc. Về nguồn hàng, VNR cho biết chủ yếu là hàng điện tử, công nghiệp, nguyên vật liệu xây dựng, gỗ công nghiệp, quạng thô. Tới đây dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp ga kép cho giai đoạn 2 với kho bãi ngoại quan được xây dựng sẽ phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn Bắc Giang, Bắc Ninh và các tỉnh lân cận. Theo dự báo, nhu cầu vận chuyển bằng đường sắt liên vận quốc tế đến năm 2030 là khoảng 8-9 triệu tấn hàng hóa trên năm. Nhưng với hạ tầng như hiện nay, đường sắt sẽ chỉ có thể áp dụng được một nửa. Nhưng với hạ tầng như hiện nay, đường sắt chỉ có thể đáp ứng được một nửa. Do vậy, nâng cấp và mở rộng vận tải liên vận sẽ vẫn phải được tiếp tục là chiến lược của đường sắt những năm tới. Theo thống kê, sản lượng vận tải hàng hóa liên vận quốc tế bằng đường sắt tăng trung bình 6% một năm. Đặc biệt, từ năm 2022, khoảng 50% khối lượng hàng hóa liên vận đã sử dụng toa xe container. Chuyển sang tin quốc tế, Dựa trên thành công của công nghệ mRNA sản xuất vaccine ngừa COVID-19, công ty dược phẩm Moderna Mỹ ngày 17 tháng 2 thông báo, hãng đã kết hợp tiến hành thử nghiệm vaccine phòng cúm 4 trong 1 sản xuất theo công nghệ này. Theo thông báo, vaccine trên phòng ngừa các chủng cúm AH1N1, AH3N2, B. Yamagata và B. Victoria. Đây là bốn loại cúm phổ biến cần tiêm phòng theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Moderna nêu rõ vaccine phòng cúm 4 trong 1 của hãng với tên gọi mRNA-1010 có khả năng kích hoạt phản ứng miễn dịch đối với các chủng cúm A hiệu quả tương đương hoặc vượt trội hơn những loại vaccine phòng cúm A đã được cấp phép cho đến nay, tuy nhiên hiệu quả thấp hơn đối với các chủng cúm B. Đây là bước tiến quan trọng phát triển các loại vaccine phòng cúm dựa trên công nghệ mRNA. Trong thời gian tới, Moderna có thể cải thiện hiệu quả của loại vaccine này trong phòng chống cúm B. Bản tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!